Vâng, em nhận đơn chốt một bộ cặp loa Boss 301 C5 là gửi cho anh Tài ở Chương Mỹ, Hà Nội. Thì sẵn tiện em cũng mới về luôn. Thì mấy cặp trước nó bán hết rồi các bác. Thì mới về ba cặp này. Sẵn tiện em làm video này dính chùm với cái video thông báo cặp này đã có chủ và còn hai cặp phía sau. Đấy. Giá là 7 triệu một cặp, chỉ khoảng đổ em bớt 200 còn 6 triệu 8. Loa thì các bác khỏi bàn về độ đẹp, độ keo, không có gọi là cực kỳ sắc sảo về thùng quách luôn. Tại vì bên em tuyển hàng kỹ nha bác, từ thùng quách cho đến là ok hết nha. Đạt tiêu chí các bác, những con xe đi năm này thì tiếng hay, các bác nghe nhạc karaoke gia đình. Thì bác đã chuyển khoản đủ nên là 6 triệu 8 nha. Dòng logo lớn nha các bác, bãi Mexico từ bọc từ. Logo lớn thì nó trưng bày đẹp hơn, nhưng dòng logo nhỏ nha. Chiều nay là lên đường hết cho tất cả các bác nha. Đây còn hai cặp phía sau các bác. Đấy. Đẹp xuất sắc đấy nha các bác. Còn hai cặp nha, bác nào đang cần Boss 301 Series 5 thì alo cho em. Made in Mexico, đây là cái bãi Mexico nha. Những con này đời chín mấy 2000 các bác. Đây vuông thành sắc cạnh hết nha các bác. Lo đẹp xuất sắc nha. Còn hai cặp bác nào mà nhanh tay thì alo cho em nha. 7 triệu chỉ còn đủ bớt 200 còn 68. Giá bên em luôn luôn bao ship cho các bác. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu thì em ship hàng cho các bác. Càng rất đẹp nha, logo lớn. Những con này các bác chơi đẩy, chơi âm ly đờ nông, xanh xuôi vân vân. Nghe nhạc rất là hay, vừa có thể hát karaoke được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào cần Boss 301 Series 5 thì alo cho em nha. Đây. Rất đẹp nha các bác. Nó sử dụng cấu hình là một bát 20 từ lớn và một chép trước, một chép sau nha. Vậy tiếng lo rất đẹp nha các bác.